Bạch sư cho con hỏi, con mở máy nghe pháp Nam Tông trong nhà liên tục như vậy có gì sai không ạ? Và có nên không thưa sư? Pháp mở thì phải có người nghe, pháp mở mà không có người nghe thì đừng có mở. Đừng có suy nghĩ là bây giờ tôi mở pháp thì chắc chư thiên họ nghe, hoặc là phi nhân họ nghe. Sư xin thưa là nếu mà chư thiên á, ủa họ lên cõi trời họ nghe các vị thánh thuyết không sướng hơn mà họ ngồi đây họ nghe cái máy nghe pháp. Rồi còn các cái hàng mà bậc thấp á, thì họ đi họ nghe người thiệt nói không sướng sao, hay họ ngồi họ nghe cái máy. Sư nói nó giống như á, mình có khả năng, nhưng mình có khả năng mình tới gặp ca sĩ họ ca trực tiếp cho mình nghe ở phòng trà, ở các cái trung tâm tụ điểm nó sướng hơn nhiều, thì hơi đâu mà mình ngồi đó mình nghe ba cái băng cassette nó không cần thiết. Hơn nữa cái năng lực á, mà pháp á, là đôi khi còn tùy thuộc vào người nói nữa. Tức là cũng một cái bài pháp đó mà cái người có tu á, thì chư thiên họ hoan hỷ họ nghe, còn cái người mà chất quốc không tu hành gì hết nói chư thiên họ cũng chẳng thèm nghe. Người còn như vậy huống chi là cái máy. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.